Mến chào các bạn và rất hân hạnh tái ngộ cùng các bạn trong chương trình giảng trực tuyến về phương pháp phân tích dữ liệu dùng ngôn ngữ R. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục loạt bài giảng liên quan đến machine learning. Nếu các bạn còn nhớ thì tuần vừa qua chúng ta đã bàn về cái cách tiếp cận hay là chiến lược machine learning liên quan đến mô hình hồi quy tuyến tính. Hôm nay chúng ta sẽ bàn đến một cái mô hình rất là phổ biến. Không hẳn là trong nghiên cứu y khoa mà còn ngoài y khoa nữa, đó là mô hình hồi quy logistic. Chương trình làm việc của chúng ta hôm nay cũng đơn giản thôi, chỉ có 3 phần, nhưng mà hơi dài chút. Phần đầu tiên là tôi sẽ cung cấp cho các bạn hay là ôn tập về cái mô hình hồi quy tuyến tính rất là ngắn gọn thôi. Sau đó tôi sẽ nói một chút xíu về cái mục tiêu tiên lượng hay là dự báo, prediction liên quan đến mô hình hồi quy tuyến tính, và sau đó là chúng ta sẽ triển khai các cái ý tưởng về tiên lượng dùng mô hình hồi quy logistic. Nãy tôi nói lộn, mô hình hồi quy logistic bằng cách dùng cái chương trình gọi là Carrot. Bởi vì bữa nay thì nó hơi dài, thành ra là tôi xin gọi là đi thẳng vào vấn đề bằng cách là giới thiệu cho các bạn một cái công trình nghiên cứu. Thì đây là một cái nghiên cứu liên quan đến bệnh tiểu đường. Nghiên cứu này rất là nổi tiếng và nó được công bố lâu lắm rồi. Và bây giờ các tác giả là người ta chia sẻ cái dữ liệu cho chúng ta sử dụng. Nghiên cứu này bao gồm 768 cá nhân. Thật ra là tất cả đều là phụ nữ. Và những người này là người Mỹ da đỏ đó. Người Mỹ da đỏ vì một lý do nào đó người ta có cái nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nó tương đối cao so với các cái sắc dân khác. Do đó là rất nhiều các công trình nghiên cứu trong quá khứ là tập trung vào nghiên cứu người Mỹ da đỏ. Thì cái dữ liệu đó các bạn có thể tải về từ cái trang GitHub mà tôi cung cấp trong cái đường link ở dưới đây. Thì xin mô tả các bạn một cách ngắn gọn như thế này. Như tôi nói hồi nãy là dữ liệu này bao gồm 768 phụ nữ. Và cái biến mà quan trọng nhất mà chúng ta quan tâm còn gọi là biến outcome. Nó có hai giá trị thôi, 1 và 0, 1 và 0. 1 là mắc bệnh tiểu đường, 0 là không có mắc bệnh tiểu đường. Và cái này là dựa vào các cái tiêu chuẩn lâm sàng. Còn các cái biến tiên lượng hay là trong machine learning mà chúng ta hay gọi là features á, thì bao gồm một số các cái biến quan trọng như thế này. Biến đầu tiên là cái số lần mang thai. Biến thứ hai là cái nồng độ glucose, là đường nó trong máu. Biến thứ ba là huyết áp. Biến thứ tư là skin thickness, có nghĩa là cái độ dày của cái da. Vì độ dày của da nó cũng nói lên một phần về cái lượng mỡ trong cơ thể. Không chính xác mấy, nhưng mà một phần. Cái tới là từ đương nhiên nói tiểu đường thì phải nói đến insulin, cái tới là BMI tức là body mass index, và cái tới một cái chỉ số mà tôi không có rõ mấy, nó gọi là diabetes pedigree function. Đây là cái chỉ số mà các cái tác giả đó người ta ước tính dựa vào cái chỉ số mà cái mối liên hệ trong mỗi gia đình. Và cái tới là cái chỉ số rất là quan trọng, tức là độ tuổi. Do đó là ví dụ như là người phụ nữ số 1 này là có 6 lần mang thai, có nồng độ glucose 148, blood pressure 72, không có insulin, không có dùng BMI là 33.6, này tôi không rành mấy, 50 tuổi và chị này mắc bệnh tiểu đường. Cái mục tiêu mà chúng ta muốn đặt ra ở đây là làm sao mà chúng ta có thể sử dụng tất cả các cái biến hay là một số thôi, một số các cái biến mà tiên lượng như thế này để mà tiên lượng cái biến mà tiểu đường hay là không tiểu đường, còn gọi là biến outcome. Thì chúng ta có hai cách làm. Cách làm truyền thống là dùng phương pháp thống kê mà chúng ta đã học qua trước đây, thì tôi không có quay lại cái phương pháp đó nữa. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học về cái phương pháp tiên lượng dùng cái chiến lược là machine learning. Thì để cho các bạn biết rằng chúng ta đang ở đâu trong cái chương trình học về machine learning, thì tôi xin trình bày cái slide này một lần nữa. Nói tóm lại là chúng ta có 4 cái nhóm mà thuật toán algorithm hay là 4 cái dạng mô hình.
Và bốn cái dạng mô hình này nó được định hình bởi hai yếu tố là cái mô hình có giám sát hay là không có giám sát, và cái yếu tố thứ hai nữa là cái biến đó là biến phân loại, biến discrete đó, tức là cái biến rải rác phân loại hay là biến liên tục. Tuần vừa qua thì chúng ta học về cái mô hình regression, tức là mô hình hồi quy tuyến tính áp dụng cho một cái biến liên tục và có giám sát. Tuần này thì chúng ta sẽ học về cái biến gọi là discrete, tức là biến mà phân nhóm và mô hình có giám sát, còn gọi là classification, đấy là cái tên của cái loại mô hình này, classification tức là phân loại, phân nhóm. Còn clustering và dimensional reduction, dimensionality reduction thì chúng ta sẽ học sau. Đó thì là cái mà chương trình của chúng ta là đang đến giai đoạn số 2. Nói đến mô hình hồi quy thì logistics thì tôi xin nhắc lại vài cái ý chính. Thứ nhất, cái biến y tức là biến phụ thuộc hay là biến outcome á, phải là biến nhị phân, binary variable, chỉ có hai giá trị thôi. Hai giá trị đó có thể nói là yes hay là no, hoặc là zero hay là một. Đó là mình nói no hay yes chứ hả? Zero hay là một. Có bệnh hay không có bệnh, như trường hợp mà chúng ta thấy cái nghiên cứu tiểu đường hồi nãy. Hoặc là sống hay là chết, thì cũng cũng nằm trong cái dạng mô hình có thể xử lý bằng, có thể mà phân tích bằng mô hình hồi quy logistics. Và cái mà chúng ta quan tâm á, là P. P ở đây là xác suất là cái biến cố xảy ra. Biến cố xảy ra đây có nghĩa là có bệnh, là chết hay là gì đó. Tức là probability of y equal to 1. Và cái biến mà chúng ta dùng để mà tiên lượng cái P này á, là các cái biến gọi là predictor variables, tức là cái biến tiên lượng x1 cho đến xp. Thì P này á, đối với các cái nghiên cứu mà nhỏ thì chỉ khoảng chừng 5-10 cái biến tiên lượng thôi. Nhưng mà đối với các cái nghiên cứu mà thuộc cái dạng big data thì nó có thể lên đến hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu biến số. Thì cái mô hình hồi quy logistics căn bản nó được phát biểu như thế này. Nó lấy log của P chia cho 1 trừ cho P là bằng cái tham số đầu tiên mình tạm gọi nó là intercept là beta 0 cộng với beta 1 nhân cho x1 cộng với beta 2 nhân x2 cộng cho, nó lại có dấu cộng đây nữa, cộng với beta p nhân cho xp. Thì cái beta 0, beta 1, beta 2 cho đến beta p này chúng ta gọi là tham số, tức là parameters. Và các cái tham số này á, là chúng ta không biết. Bởi vì chúng ta không biết, thành ra chúng ta phải dùng các cái dữ liệu thực tế để mà ước tính nó. Thì cái phương pháp mà ước tính chủ yếu là phương pháp maximum likelihood. Trong trong machine learning á, thì các cái mà tham số beta 0, beta 1 này á, được gọi là trọng số, tức là weight. Còn cái p chia cho 1 trừ cho p, nếu mà các bạn nhớ các cái bài giảng mà tôi bàn về cái mô hình hồi quy logistics á, thì p này á, là xác suất mình mắc bệnh, p chia, 1, chia cho 1 trừ cho p còn gọi là odds, còn là odds. Còn cái log của cái odds này nó gọi là logit. Thì các bạn có thể quay lại các cái bài giảng trước đây để mà hiểu thêm về cái khái niệm logit và cái khái niệm odds. Thì cái mô hình mà hồi quy logistics có thể triển khai bằng error trong cái khoa học thống kê. Thì cái hàm mà rất là phổ biến trong error nó gọi là GLIM, GLM, viết tắt của chữ là General Linear Model. Thì cái cách mà chúng ta cho cái mô hình đó, phát biểu cái mô hình này đơn giản lắm, là y là cái biến outcome, tức là chỉ có 0 với 1 thôi, phải không? Là hàm số của x1, x2, x3 cho đến xn gì đó. Nhưng mà nên nhớ rằng chúng ta phải cho nó cái đối số là family bằng binomial và tên của cái data frame. Ở đây tôi gọi là AX nhưng mà thực ra mình phải cho nó cái tên cụ thể. Thì đối với cái cách mà chúng ta phân tích theo kiểu truyền thống là chúng ta sẽ sử dụng là tất cả các dữ liệu, tức là full data set. Và cái mục tiêu mà chúng ta thường hay quan tâm là đánh giá cái mối liên quan giữa các cái biến tiên lượng và y và cái biến outcome, đánh giá mối liên quan. Và cái mối liên quan, bởi vì mình đánh giá thì mình phải có thước đo, và cái thước đo để mà đánh giá cái mối liên quan đó là odds ratio,
tức là tỷ số odds, chúng ta đã giải thích, tôi đã giải thích trước đây. Còn đối với cái cách tiếp cận của machine learning á, là chúng ta không có quan tâm mấy đến cái mối liên quan. Machine learning chủ yếu là quan tâm đến vấn đề prediction, tức là tiên lượng. Và để mà xây dựng mô hình tiên lượng có thể ứng dụng trong thực tế, thì cái chiến lược của machine learning là tách cái dữ liệu mà đầy đủ này nè ra thành hai cái dữ liệu nhỏ hơn. Một cái dữ liệu gọi là training data, một dữ liệu gọi là testing data. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái dữ liệu training này để mà xây dựng cái mô hình, rồi dùng cái mô hình mà mình mới xây dựng trên cái dữ liệu training này để mà kiểm tra trong cái dữ liệu gọi là testing. Thì nếu mà cái mô hình mà mình kiểm tra trong cái dữ liệu testing nó tốt, lát nữa chúng ta sẽ học để đánh giá thế nào là tốt, thì coi như là mô hình đó có thể ứng dụng trong thực tế. Do đó là nhưng mà cái cách mà chúng ta chia ra thì có nhiều cách để mà làm, nhưng mà cái cách phổ biến nhất có lẽ là K-fold cross validation mà tôi đã giải thích trong cái bài bài giảng tuần vừa qua đó. Thì nói ngắn gọn thôi là K ở đây tức là K blocks, tức là nhóm, tức là thay vì mình chia ra hồi nãy là tôi nói đơn giản là training training với testing, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta chia ra đến 5 cái dữ liệu khác nhau hoặc là 10 dữ liệu khác nhau. Thì nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng có một cái dữ liệu để mà testing thôi, còn lại tất cả các dữ liệu này để mà xây dựng cái mô hình. Lý do là chúng ta cần phải xây dựng cái mô hình rất là nhiều lần để mà đảm bảo rằng cái mô hình đó nó tốt. Nhưng mà chúng ta không phải lặp lại một lần, mà chúng ta lặp lại rất là nhiều lần, iteration 1 cho tới iteration là hàng trăm lần. Thì cái fold 1, fold 2, fold 3 hay còn gọi là block đấy, nó chính gọi là cái K, giá trị của K. Thì khi mà chúng ta xây dựng cái mô hình của cái training dataset số 2, số 3, số 4, số 5 và mình average nó lại để mà mình kiểm định trong cái testing dataset, thì cái đó là cái cách để mà chúng ta đánh giá được cái độ chính xác của cái mô hình. Và cái giá trị K ở đây thường thường là 5 hoặc là 10, nhưng mà nó tùy vào cái cỡ mẫu của mình có nữa. Một cái cách khác để mà đánh giá cái độ chính xác của mô hình là mình dùng cái phương pháp là bootstrapping. Thì cái này tôi cũng đã giải thích trong cái bài giảng trước đây, và hai ba bài giảng liên quan đến bootstrapping chi tiết mà các bạn có thể xem lại. Ý tưởng của bootstrapping thì rất là đơn giản, là thay vì mà là chia dữ liệu ra thành nhiều cái dữ liệu nhỏ thế này, thì bootstrapping á, là nếu mình có 100 cái dữ liệu thì mình cũng sẽ lấy cái mẫu từ một từ từ một lấy mẫu 100 người từ cái dữ liệu 100 người này, nhưng mà lấy mẫu cô hoàn lại, có nghĩa là một số người sẽ được lấy mẫu hai ba lần. Và chúng ta sẽ lấy mẫu bootstrap sample 1 cho tới bootstrap sample n n này có thể lên đến 1.000, thậm chí là 10.000 lần. Nói cách khác là đối với bootstrap sample á, là chúng ta xây dựng và kiểm tra cái mô hình hàng ngàn lần, hàng ngàn cái mẫu nghiên cứu như vậy, và tất cả đều dùng gọi là phương tiện máy tính để mà kiểm tra nó. Tôi thích cái bootstrap hơn là cái K-fold validation. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái vấn đề gọi là tôi thích hay là các bạn thích, mà cái nào là nó cho cung cấp cho chúng ta những cái kết quả gọi là đáng tin cậy hơn thì mới 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 khách quan. Thì đối với cái quay trở lại với cái dữ liệu của chúng ta, thì việc đầu tiên là chúng ta có thể đọc cái dữ liệu đó bằng cách là dùng cái chương trình gọi là Read Excel đó các bạn. Thì trong cái chương trình package mà Read Excel này nó có cái hàm gọi là Read Excel, thì tôi sẽ đọc vô đây. Thì các bạn còn nhớ rằng đó là cái cách chúng ta phân tích mô hình hội quy logistics là bằng dùng cái hàm là GLIM, GLM, outcome là cái biến outcome, tức là cái biến mà phụ thuộc chỉ có hai giá trị, còn tất cả còn lại là các cái biến mà gọi là tiên lượng. Ở đây tôi chỉ cho các bạn cái ví dụ các biến tiên lượng này thôi, và chúng ta phải cho cái đối số là family bằng bái nổi mu trong cái hàm GLIM này, và tên của cái data frame tôi gọi nó là DF. Thì cái kết quả nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái output rất là quen thuộc như thế này. Thì trong cái output này có hai con số mà chúng ta quan tâm,
là con số nào cũng đáng quan tâm, nhưng mà hai con số chúng ta đáng quan tâm nhất là thứ nhất là cái ước số, tức là cái estimate cho mỗi cái biến thiên lượng trong cái mô hình. Cái con số thứ hai mà chúng ta quan tâm gọi là chỉ số pi. Nếu mà các bạn còn nhớ thì chỉ số pi của chúng ta phải là nhỏ hơn 0.05 thì chúng ta mới kết luận được. Thì cái chỉ số pi này á là nó cho phép chúng ta kết luận rằng cái biến này á, tất cả những biến này là biến nào nó có liên quan đến xác suất mắc bệnh tiểu đường, có liên quan đến xác suất mắc bệnh tiểu đường. Xin nhắc lại cái câu đó, bởi vì cái phương pháp mà phân tích truyền thống là chúng ta quan tâm đến cái mối liên quan. Trong trường hợp này thì các bạn thấy là ngoại trừ độ tuổi là có chỉ số pi là 0.06, tức là cao hơn 0.05, thành ra là mình không có thể kết luận rằng là độ tuổi có liên quan đến đến có liên quan có ý nghĩa thống kê đến xác suất mắc bệnh tiểu đường. Còn tất cả các biến khác đều có ý nghĩa thống kê. Do đó là chúng ta phải kết luận rằng các cái yếu tố như là số lần mang thai, nồng độ glucose, rồi huyết áp, rồi BMI là body mass index, là tất cả đều là có liên quan đến xác suất mắc bệnh tiểu đường. Thì cách diễn giải thì tôi sẽ không có đào sâu ở đây, bởi vì cái đây là cái phần mà chúng ta đã giải tôi đã giải thích cho các bạn nhiều bài giảng trước đây rồi. Cái mà tôi quan tâm ở đây là machine learning. Thì trong machine learning á, xin nhắc lại các bạn nữa là chúng ta tách cái dữ liệu thành hai cái nhóm, một cái nhóm gọi là training, một cái nhóm gọi là testing. Chúng ta xây dựng cái mô hình trên cái dữ liệu training, rồi cái mình kiểm tra cái mô hình đó trong cái dữ liệu testing, và chúng ta kiểm tra cái accuracy, tức là cái độ chính xác của cái mô hình mình tiên lượng. Thì cái cách mà chúng ta triển khai cái ý tưởng này á là cái package hay là cái chương trình Carrot rất là công phu. Các bạn có thể dùng nó cho cross validation, lát nữa chúng ta sẽ học. Cái chương trình VIP cũng rất là quan trọng nhưng mà tôi sẽ không có giới thiệu ở đây. VIP nó cho phép chúng ta đánh giá cái tầm quan trọng của mỗi cái biến số, và tôi muốn dành cái đó cho một cái bài giảng sau. Hồi nãy tôi có nói rồi là đánh giá cái độ chính xác của cái mô hình, tức là prediction accuracy đó, thì nó có rất nhiều các cái chỉ số, rất nhiều cái thước đo để cho phép chúng ta là đánh giá cái độ chính xác. Nhưng mà tôi chỉ muốn giới thiệu với các bạn là ba cái chỉ số, nhưng mà tôi sẽ không có bàn về kappa ở đây vì cái thời gian nó hơi eo hẹp, thành ra tôi chỉ bàn về cái tôi sẽ quay lại cái kappa này sau. Tôi chỉ bàn về cái độ nhạy, độ đặc hiệu và cái diện tích với cái đường cong là rock thôi. Thế nào là độ nhạy và độ đặc hiệu? Các bạn nhớ cho là trong cái dữ liệu thực tế chúng ta là có một số người thật sự là mắc bệnh tiểu đường là yes, và một số người không mắc bệnh tiểu đường là no. Nhưng mà cái mô hình của chúng ta cũng cho ra cái kết quả là yes và no, tức là kết quả yes có nghĩa là cái xác suất người này mắc bệnh tiểu đường cao, no là xác suất người này mắc bệnh tiểu đường thấp. Thành ra nếu mà mình gộp lại giữa cái mà mình dự báo hay là tiên lượng và cái thực tế thì chúng ta sẽ có bốn tình huống. Tình huống thứ nhất là cái số người mà thật sự mắc bệnh tiểu đường và cái mô hình này cũng nói là mắc bệnh tiểu đường là A. Cái số thứ hai là cái số người không mắc bệnh tiểu đường, trong thực tế không mắc bệnh tiểu đường nhưng mà cái mô hình nói rằng nó là mắc bệnh tiểu đường, vậy chúng ta sai, gọi là B. C là cái số người mà mắc bệnh tiểu đường trong thực tế nhưng mà cái mô hình nó lại nói là không, thì là chúng ta cũng sai. cái trường hợp thứ tư là những cái người mà không mắc bệnh tiểu đường và cái mô hình của chúng ta cũng nói là không mắc bệnh tiểu đường. Như vậy thì ở đây là chúng ta có N1 người là mắc bệnh tiểu đường, tức là A cộng cho C, A cộng cho C. N0 là B cộng cho D hay là B cộng cho D, tức là cái số người không mắc bệnh tiểu đường. Do đó là cái độ nhạy, còn gọi là dương tính thật, true positive á, là bằng A chia cho N1. A chia cho N1. Thì như các bạn thấy A chia N1 đây nó phản ánh cái gì? Nó trả lời câu hỏi gì? Nó trả lời câu hỏi là trong số 100 người mà mắc bệnh thì bao nhiêu người có kết quả tiên lượng là yes, là dương tính. Đây. Như vậy thì sensitivity hay là độ nhạy ở đây là xác suất mà những người mà mắc bệnh tiểu đường
có kết quả dương tính. Còn cái specificity thì nó ngược lại, tức là nó lấy đi chia cho N0. Như vậy thì đi là cái số người thật sự không mắc bệnh, và mình cũng tiên lượng, cái mô hình của mình cũng tiên lượng là không mắc bệnh. Thành ra là cái specificity này còn gọi là true negative, âm tính thật. Trên là dương tính thật này, âm tính thật. Thì nó trả lời câu hỏi là trong số những người không mắc bệnh, bao nhiêu người cái mô hình của chúng ta tiên lượng là không mắc bệnh. Và xác suất của những người không mắc bệnh, xác suất của những người không mắc bệnh mà có kết quả là âm tính, tức là no. Thì cái accuracy ở đây thì như các bạn thấy là mình lấy A cộng cho D chia cho tổng số cỡ mẫu. Tổng số cỡ mẫu là N0 cộng với N1. Thì đối với nhiều người làm như machine learning thì người ta rất thích cái chữ accuracy, nhưng mà tôi không thích cái accuracy. Lý do rất đơn giản là nếu mà cái nghiên cứu của chúng ta có rất ít người mà mắc bệnh, mà đa số người không mắc bệnh, thì cái accuracy này thường thường nó rất là cao. Nó cao là bởi vì cái nhóm người mà không mắc bệnh này á, là nó nhiều, và đa số chúng ta tiên lượng là tiên lượng những người không mắc bệnh. Nhưng mà những người mắc bệnh á, thì tiên lượng là rất dở. Do đó là cái chỉ số mà accuracy này mình có thể dùng, nhưng mà mình cũng nên cẩn thận với nó. Cái mà quan trọng nhất là hai chỉ số này, sensitivity và specificity, là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Như là một cái quy luật đó các bạn, khi mà cái chỉ số mà sensitivity, tức là độ nhạy cao á, thì thường thường cái độ đặc hiệu là nó thấp. Ngược lại, khi mà độ đặc hiệu này mà nó cao thì cái sensitivity này là nó lại thấp. Do đó là có một cái chỉ số để mà dung hòa giữa hai cái thái cực đó, tức là một bên là độ nhạy, một bên là độ đặc hiệu đó, là bằng cách mình vẽ cái đường cong, và cái đường cong này nó được định hình bởi cái trục hoành là dương tính giả. Dương tính giả là bằng 1 trừ cho độ đặc hiệu, còn cái sensitivity này là dương tính thật, là sensitivity. Thì bởi vì cái sensitivity và cái dương tỷ lệ mà dương tính giả này nó đều dao động từ 0 đến 1. Do đó là cái diện tích với cái đường biểu diễn này bắt buộc phải bằng 1, phải không? Hình vuông mà, 1 nhân cho 1. Do đó là nếu mà cái trong thực tế một cái dữ liệu của chúng ta mà nó đi theo kiểu như thế này, thì cái diện tích dưới cái đường biểu diễn này nó gọi là AUC, tức là area under the curve. Chính xác là mình phải dịch là area under the rock curve. Thì trong trường hợp này là cái diện tích dưới đường biểu diễn là 0.73, cũng tương đối tốt. Nhưng mà cái cách mà chúng ta diễn giải cái AUC này thì thật ra mà nói nó không đơn giản như tôi giải thích cho đâu. Tôi có một cái bài trong cái phần mà dịch tế học thì phải giải thích rất là chi tiết về cái ý nghĩa của AUC. Thì các bạn có thể xem cái bài giảng đó để hiểu thêm cái cơ chế đằng sau của nó. Ở đây có lẽ là chúng ta chỉ quan tâm đến con số của AUC. Bởi vì, tôi quay lại cái này chút. Bởi vì nếu mà các bạn vẽ cái đường từ đây đến đây, cái đường thẳng từ đây đến đây, thì đó là nó gọi là đường identity. Thì nếu mà cái diện tích dưới cái đường identity này nó phải bằng 0.5. Do đó là cái giá trị mà tối thiểu của AUC này á, giá trị tối thiểu của nó là 0.5. Thành ra là cái cách mà chúng ta hiểu về AUC này á, là thế này. Nếu là cái diện tích dưới đường biểu diễn á, là từ 0.5 cho đến 0.6 là coi như cái mô hình mình thất bại. Từ 0.6 đến 0.7 là coi như mô hình mình là poor, tức là yếu, là nghèo. 0.7, 0.8 là coi như là được, là so-so, fair. 0.8, 0.9 là coi như là tốt. Và 0.9 trở lên là coi như là tuyệt vời, coi như là quá tốt. Trong thực tế lâm sàng đó các bạn, thì cái mô hình mình mà từ 0.7, 0.8 là coi như là có thể. Tôi nhấn mạnh là có thể nha, là có thể ứng dụng trong thực tế. Nhưng thường thường thì chúng ta phải đòi hỏi phải từ 0.8 trở lên thì mới ứng dụng trong thực tế được. Thì nói tóm lại là đối với mà cái chiến lược mà machine learning để mà giải quyết cái vấn đề tiên lượng trong mô hình hội quy logistic, bằng cách dùng mô hình hội quy logistic là dùng KFOL cross validation và bootstrap, và cái chỉ số để mà đo, tức là để mà đánh giá cái
sự mà có ích hay là cái độ chính xác của mô hình đó là độ nhạy, độ đặc hiệu và cái chỉ số AUC hay là diện tích với đường cong biểu diễn và kappa. Nhưng mà rất tiếc là tôi không giới thiệu bạn là kappa, tôi hứa lần sau tôi sẽ giới thiệu với bạn kappa là cái gì. Và tất cả này chúng ta có thể triển khai trong cái practice gọi là courage. Bây giờ là chúng ta sẽ thực hành và tôi sẽ exit từ đây, tôi sẽ thoát ra đây rồi tôi sẽ thực hành cho các bạn xem nha. Nên là tôi sẽ đóng này lại đây cái. Bây giờ đầu tiên là tôi phải gọi cái library read Excel để mà đọc cái dữ liệu. Kế tới là tôi phải có cái courage. Bây giờ là tôi sẽ đọc cái dữ liệu này vào. Dữ liệu này là tôi có sẵn ở đây đó các bạn. Tôi sẽ dùng cái hàm gọi là read Excel trong cái package read Excel này. Đối với mà máy tính của Mac thì tôi chỉ cần dán nó vô vậy là xong. Thì để cho các bạn xem cái DF này nó ra làm sao á, thì tôi có thể đánh gõ fix DF thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ cho chúng ta cái dữ liệu như thế này nè, thấy không? Bây giờ tôi sẽ đóng cái này để các bạn thấy. Cái này tôi chỉ muốn xem là coi như là nó đọc cái dữ liệu vô cái chính xác hay không. Đúng là 768 đúng rồi phải không? Nó không có vấn đề gì, tôi sẽ đóng nó lại. Bây giờ là để mà xây dựng cái mô hình mà tiên lượng đó, là mình cần phải làm vài cái thủ thuật một chút. Ở đây các bạn thấy rằng cái biến outcome đó, là nó được định dạng, tôi sẽ stress đi. Thì các bạn thấy cái biến outcome đó là numeric, bị 0 đến 1. Nhưng mà bởi vì cái mô hình hồi quy logic thì chúng ta thường thường nó là dùng cái biến đó nó phải là factor, tức là một cái character. Do đó tôi sẽ tạo ra một cái biến mới, tôi gọi tạm gọi nó là y đi, là s factor của cái biến gọi là outcome. Đây. Nhưng mà tôi muốn làm cho nó thứ tự cái nữa chứ, là cho tôi dùng cái level của cái biến y này dưới hoa đó các bạn. Thì tôi sẽ nói rằng là cái giá trị zero á, giá trị đầu tiên đó là no á, là tôi sẽ cho nó giá trị zero. Giá trị thứ hai á, tôi gọi nó là yes. Giá trị thứ hai tức là outcome bằng một á. Thì để cho các bạn thấy cái hiệu quả của nó là gì, là df outcome và df y, để cho các bạn thấy. Nói cách khác á, là cái biến y của tôi á là có giá trị là no và yes, và nó tương đương với cái giá trị 0 và 1 trong cái biến outcome các bạn. Đấy, tức là tôi chỉ code nó lại thôi. Bây giờ là để mà xây dựng cái mô hình tiên lượng bằng cách dùng carré, thì tôi phải có một cái tham số về cái control. Do đó tôi sẽ định nghĩa cái các cái tham số control trong cái đối tượng gọi là control. Các bạn còn nhớ lần trước chúng ta phải sử dụng cái hàm gọi là train control á, trong cái package Keras á. Thì ở đây á, là tôi sẽ nói là tôi sẽ dùng cross validation, tức là CV đó các bạn, nó viết tắt là CV. Và tôi sẽ chọn là 10 10 cái blocks á, 10 cái cross validation. Nhưng mà bởi vì cái biến outcome của tôi đó là cái biến chỉ có hai giá trị thôi, thành ra là tôi phải có cái summary function ở đây, báo cho nó biết là to class to, các bạn sẽ viết y chang vậy nha, to class summary ha. Kế tới nữa là tôi sẽ nói class prop, tức là cái xác suất á, là true, tức là tôi định nghĩa cái tham số đó, cái tham số để mà chúng ta xây dựng cái mô hình. Bây giờ là tôi sẽ fit cái mô hình, xây dựng cái mô hình đó là tôi sẽ dùng cái hàm gọi là train, các bạn còn nhớ không, train. Và ở đây á, là chúng ta sẽ có cái tham số là form, tức là formula đó, là y là bằng, ở đây tôi chỉ làm ví dụ ra là BMI pregnancy, cái biến gì đó là cái biến pregnancy glucose. Ví dụ như là tôi chỉ quan tâm đến những biến này thôi. Cái này tôi nhắc lại là chỉ là ví dụ nha. Cái data ở đây á là df. Kế tới là cái methods á
là chúng ta sẽ phân tích đây á, nó gọi là clan. À, kế tới nữa là family, là mình phải báo cho nó biết là binomial, à, bởi vì chỉ có hai cái giá trị thôi, à, hay là tuân theo luật phân bố nhị phân. À, còn cái trend control này á, nó chính là cái control trên này nè, à, các tham số đây, à, control đấy, nó nói cái gì đó nhưng nó quan mình thôi mà không có vấn đề gì đâu. Thì bây giờ nếu mà các bạn gõ cái bởi vì tôi đưa nó vào cái đối tượng fit thì các bạn sẽ lấy fit thì nó sẽ cho ra là gì, là cái diện tích với cái đường cong biểu diễn á, với đường cong róc á là 0.82, rất là tốt phải không nào. Cái sensitivity của chúng ta ở đây là 78%, nhưng mà cái specificity của mình á, tức là cái độ mà đặc hiệu á, không có tốt mấy, chỉ có 5-6% thôi. Mà các bạn nhớ cho là cái độ mà một mà trừ cho cái độ mà đặc hiệu á, 0.56 á, là nó là tương đương với dương tính giả. Trong trường hợp này cái dương tính giả của chúng ta lên đến 44%, cao quá phải không? À, nhưng mà câu chuyện là nói như vậy, là nếu mà chúng ta muốn nói thành ngôn ngữ của cảnh sát hay là bắt làm hơn bỏ sót á, thì là cái mô hình này ok, cũng không đến nỗi tệ. Ok, để tôi lại lặp lại. Như vậy thì cái đây là cái cách mà chúng ta đánh giá cái mô hình, nhưng mà cái này mình dùng là cái cross validation. Bây giờ là tôi xin giới thiệu các bạn là bằng cách là chúng ta dùng cái phương pháp gọi là bootstrap. Thì tôi clear màn ảnh này một chút nha, thì tôi lại lên cái control hồi nãy. Bây giờ ở đây á không phải là CV nữa mà tôi sẽ nói rằng boot strap, phương pháp là bootstrap. Và cái number này là ví dụ như là tôi sẽ nói rằng tôi muốn lấy 1.000 cái mẫu bootstrap, là nhiều lắm nha các bạn, tức là cái máy tính này nó chạy hơi bận rộn đó, à, nhưng mà không sao, máy này nó mạnh thì nó ok. Là tôi định nghĩa các cái tham số của control, giờ tôi lên đây tôi làm y chang như vậy hồi nãy, tức là không có khác gì hết trơn các bạn, tức là tôi chỉ chạy cái này thôi nhưng mà dựa vào control này. Thì các bạn sẽ up resampling methods, gọi là cái gì ta, bootstrap. Hình như nó không cái này hình như nó gọi là boot chứ không phải bootstrap các bạn. À, thành ra là this là như tôi nói là bây giờ mình lấy mẫu tới 1.000 lần này nó hơi chậm chút các bạn, nên ra là nhưng mà cái máy của tôi là nó thuộc loại mạnh lắm nha. Cái này nhắc về đây là ngày 14 tháng 10 là tôi phải có cái cuộc họp ở đâu ở Sydney. Bây giờ ra nháo cho mình biết. Ok, bây giờ tôi sẽ đi gõ lệnh fit nữa các bạn thấy. Thì cái rất là hay là cái kết quả của cái bootstrap này nó cũng giống như là hồi nãy, tức là cái AUC là 0.82, độ nhạy là 0.87 và độ đặc hiệu chỉ có 0.56 mà thôi. Như vậy thì cái mô hình của chúng ta là nó là như vậy. Bây giờ nó có một cách để mà chúng ta có thể mà đánh giá thêm một chút xíu để các bạn có thể coi nữa, là tôi sẽ clear màn ảnh này nữa nha. Là đây là cách mà chúng ta sẽ gọi là split sample đó các bạn, splitting sample sample ha. Thì đầu tiên đó là các bạn nhớ cho là mình sẽ tạo ra một cái biến gọi là index, nhưng mà mình dùng cái hàm là create data partition, là mình chia cái biến đó ra. Là cái df ở đây đó, là cái biến y, cái biến y mà mình mới tạo ra nãy đó, p này là bằng 0.7 và list này là tôi không muốn nó list. Thì bây giờ tôi tạo ra cái file gọi là training, cái dataset gọi là training. Thì tạo ra từ đâu? Tạo ra từ df và lấy cái index ở đây, lấy là cái index và chọn tất cả các cái biến số. Cái đó là tôi tạo ra cái testing và tôi chỉ cần để cái dấu trừ ở index thay thôi, vậy là xong. À, để cho các bạn xem là cái file training của mình á, là bao nhiêu người, 538. Cái file testing của chúng ta ở đây á, là bao nhiêu, là 230. Ok, thành ra là bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái control như hồi nãy. Control là tôi vẫn dùng boot. Bây giờ là tôi sẽ sử dụng cái mô hình như thế này, là control. Và tôi sẽ xây dựng cái mô hình
Nhưng mà tôi sẽ xây dựng mô hình dùng cái dữ liệu này các bạn nhá, dùng cái dữ liệu là training, dùng dữ liệu là training. À, thấy không? Ok, fit này nó hơi chậm chút, nó hơi chậm không sao. Thì bây giờ chưa phải bây giờ, ok, nên nhớ rằng đó là bây giờ chúng ta xây dựng cái mô hình là dựa trên cái training nha, nhưng mà dùng cái bootstrap thay vì là dùng cross validation. Nhưng mà còn đối với cái file mà testing này mình để làm gì? Thì hồi nãy các bạn nhớ cho là chúng ta dùng nó để mà kiểm tra cái mô hình của mình. Thì một cái cách để mà chúng ta kiểm tra cái mô hình á, ở đây tôi gọi là testing model. Và tiếng Anh nói viết đúng hơn là model testing. Thì cái việc đầu tiên mà chúng ta phải làm á là tôi sẽ tính cái giá trị tiên lượng, và tôi đặt cái giá trị tiên lượng đó, cái tên nó tên là predicted, và tôi đưa nó vào cái data set và testing, vừa nó testing chứ. Tôi sẽ dùng cái hàm gọi là predict. Predict là từ cái tham số của cái đối tượng fit này nè các bạn. Fit. Rồi cái type cái data mà mình muốn predict là testing, thấy không? Tôi sẽ đưa type là bằng prop. Ok, thì các bạn sẽ thấy cái file testing của chúng ta bây giờ là sẽ có một cái cột mới, nó gọi là predicted yes. À, các bạn thấy không? Predicted yes và predicted no. Ví dụ như ở đối tượng số 1, đối tượng số 2 này, thì đối tượng số 2 này là người không có mắc bệnh tiểu đường. Thì cái mô hình chúng ta tiên lượng cái xác suất không mắc bệnh tiểu đường là 94%. Cái đối tượng số 2 này là mắc bệnh tiểu đường, cái mô hình chúng ta tiên lượng là yes, là 0.56%. Do đó là ở đây là chúng ta cần phải có một cái công cụ để mà mình là tính toán cái AOC. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái package nó gọi là CA tool. Nếu không có thì các bạn có thể cài đặt nó. Thì ở đây tôi sẽ tính cái AOC của cái predicted, quên nữa, cái của cái của testing predicted và testing y. Đây, như vậy các bạn thấy là như vậy cái AOC của mình là 0.82. Nó rất giống như cái hồi nãy. Thì cái package này nó cho phép chúng ta dùng cái gọi là confusion matrix mà hôm trước tôi có giảng cho các bạn đó, tôi có hướng dẫn các bạn đó. Là tôi sẽ nói testing predicted và testing y. Ủa tại sao nó không có cho mình? Nó không có predicted các bạn, predicted yes chứ. Ok, predicted yes. Ủa tại sao nó không cho mình ra? Khoan, để coi cái gì đây. Confusion matrix là đúng rồi phải không? Predicted. Ở đây tại sao nó không có cái biến predicted cho mình ha? Predicted should be in the same level. Should be in the same level. Bởi vì ý nó nói rằng là cái biến predicted của mình là yes ở đây á, là coi như là kiểu như là một cái biến xác suất, trong khi cái biến y này á là nó là cái biến mà gọi là chỉ có hai giá trị thôi, 0, 1, tức là nó không có cùng level. Thành ra là ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái cách mà mình tính toán cái này, là mình sẽ nói là tính toán thì cái response thôi. Hồi tại sao nó không có response ha? Tôi sẽ xem cái predict, cái hàm tôi sẽ xem cái hàm predict này, cái option nó là cái gì. Option nó đâu mất tiêu rồi. Tại sao nó không thấy ở đây ta? Class of the first argument predicted ok, bây giờ giả dụ như tôi không có cho nó cái gì hết. Tôi không cho nó cái gì hết. Ví dụ như thế này. Thì chúng ta sẽ coi cái file testing nó có cái gì. Vậy thì bây giờ nó có predicted yes or no.
Vậy thì bây giờ tôi sẽ quay lại cái confusion matrix là predicted như cái này. Thì nó báo cho chúng ta biết đấy, thì các bạn thấy nó báo cho chúng ta biết là cái accuracy đây là 77%. Ở đây á thì nó hơi lộn xộn, để tôi giải thích cho các bạn. Cái reference tức là cái thực tế của mình á, tức là no là những cái người mà không mắc bệnh tiểu đường, thật sự không mắc bệnh tiểu đường. Yes là những người mắc bệnh tiểu đường. Cái prediction của mình no á là mình nói là có thể coi như âm tính, còn đây là dương tính. Thành ra là tôi nghĩ mấy con số này nó tính là mình phải hiểu cái cách khác. Ở đây á, là cái độ mà nhạy của chúng ta đó, cái độ nhạy á là nó bằng 37 chia cho 37 cộng với 43, tức là bằng 46%. Phải không ta? 37 chia cho 37, đúng rồi, là 46%. Còn cái độ đặc hiệu á của nó, độ đặc hiệu tức là no đó các bạn. No ở đây á là 134 chia cho 134 cộng 16, tức là 89%. Có gì con số 53 để đến ở đâu ta? À, 37 chia cho 37 cộng 43. Con số này đến từ đâu? Cái con số 89 này như vậy các bạn thấy nó là, mặc dù ở đây nó nói là sensitivity nhưng mà thực ra nó là specificity, nó là specificity. Thành ra là mình phải cẩn thận nên cái đó. Bởi vì ở đây nó positive class là no chứ không phải là yes. Nó khổ vậy đó. Thành ra là nó quay ngược lại cái vấn đề của mình. Ok, như vậy thì bây giờ mình có một cách, thực ra có một cách khác nhưng mà tôi không muốn tốn thời giờ nhiều cho các bạn, là mình có thể mình recode nó lại thôi chứ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đại khái là nó là cái để coi, nó không có cho mình cái AOC hả? À, cái AOC mình tính trên kia rồi. Ok, tôi sẽ quay lại về cái chỉ số kappa ở đây. Như các bạn thấy cái chỉ số kappa này nó cũng không phải là tốt mấy, chỉ 0.4 mấy. Cái mô hình của chúng ta nói cách khác là cái độ sensitivity là nó không 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 có tốt mấy, nhưng mà cái độ mà đặc hiệu thì nó rất là tốt. Ok, tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là chúng ta có thể dừng ở đây và mình sẽ tiếp tục trong một cái bài giảng kế tiếp, và tôi sẽ quay lại cái vụ mà confusion matrix này để cho các bạn rõ hơn. Vậy mình phải rất cẩn thận chứ không phải cứ đọc những cái mà những cái output mà nó đưa ra đâu. Mình phải rất là cẩn thận như đó. Ok, bây giờ tôi xin dừng ở đây và hẹn các bạn trong một bài giảng kế tiếp.